good. Okay, all right. It is Và my deep pleasure and tôi rất là honor to hân hạnh được introduce giới Dwayne thiệu Carpenter. anh Dwayne He has had Carpenter, over 40 người đã có hơn 40 years năm of nghiên deep cứu study sâu and về thân meditation, thiền which manifests in his service to và all đã through his biểu lộ teaching, thông qua cái his phụng sự của spiritual anh ấy, ethic, thông qua việc his giảng dạy, qua magnificent website của anh, artistic, qua nghệ thuật tuyệt vời của amazing anh, thing, and và a là một place cái to nơi live các his bạn có life thể in xem, many, many years và from rất now. là nhiều năm học tập Dwayne nghiên helps us cứu. walk through doorways of Và inner knowing through his cái công personal việc của anh experience đã mở ra of một cái hành trình mới knowledge. đầy ý nghĩa về He will tâm share with trí và us trái these tim đối journeys through với his Thượng masterful Đế, art and và presentation. hướng We are đến tầm in for nhìn a và giáo deep lý and của meaningful Ngài, journey into của the Đức Đi mind Cây, heart and của Đức mind. Christ, và mở ra He những has cánh cửa mới visions cho ý thức, and cho tâm thức teachings của tất cả chúng open ta. new doorways of consciousness in us all. Thank you, Dwayne. Take it away. Cảm ơn anh Duê rất là nhiều. University Đối với trường Moriah, for the opportunity to cái cơ share hội để with chia all of sẻ you với tất cả các today. bạn ngày hôm nay. With special Nó là một cái mention to Mike cần and phải đề cập đặc BL biệt and tới Rose, who Mike, have BL và Rose và tất been cả những người very đã giúp helpful đỡ technically về mặt kỹ thuật to make this để có thể presentation giúp possible. tôi có cái bài trình bày ngày hôm nay. And of course, all Và of you tất cả các bạn, những who have người đã taken your dành valuable time thời gian quý báu của to mình participate in để this tham gia presentation. đến cái bài thuyết trình này. Thank you. Cảm ơn ạ. Many participants here can say with any sincerity, published, and they came. Appreciate everyone's patience. Tôi xin cảm ơn First sự kiên slide, nhẫn của các second bạn. one is the outline of my presentation, and stop there. Slide đầu tiên là liên quan đến cái nội dung Anyway, bài thuyết I'll trình ngày hôm just nay. wing this Các bạn hãy chờ from tôi. memory. This presentation is going to be broken À, up cái basically into bài trình three bài đầu tiên này sẽ sections. có hai à ba The phần. first one is À, phần some thứ nhất basic nó là information cái việc on sử the dụng AUM âm AUM and the OM. và âm ôm. And the Và second phase of it phần thứ will hai be là on some new insights những into how to work nghiên with cứu sâu arrays, hơn về những cái chân lý, những color cái minh triết cổ xưa relationships, và những numbers, cái mối quan hệ, and even sound. những mối quan And hệ then we're going to với close khoa học chiêm with tinh nội môn a và bảy group cung. meditation Và or chúng ta sẽ có kết invocation thúc bằng done một cái by bài thiền nhóm one of được the thực hiện bởi faculty một nhóm của trường groups in the Moria. Maya Federation. But to begin, we're going to use Và one of đầu the tiên quotes chúng by the ta Tibetan. sẽ bắt đầu với một And cái it's câu trích one that dẫn I của chân sư consistently DK. open with Câu này thì lúc because nào to tôi me it's so cũng rất là powerful. hay sử dụng trong cái việc mở đầu bài trình bày chúng ta của First tôi, of bởi vì all, nó rất là the mạnh books mẽ. were published Trước and they hết, came các out cuốn sách đã được in xuất ordered bản và chúng sequence đã được xuất bản theo and từng chuỗi provide cái a tự body of cung cấp teaching and với of nội dung truth giáo lý và chân which lý, will serve the sẽ needs of phục the vụ cho coming nhu cầu generation. của những cái thế hệ sắp It is tới. for my disciples Và to nhiệm safeguard vụ của tất cả this các đệ tử của presentation tôi of là bảo truth vệ những cái during chân lý, this trình bày chân lý century này and trong to thế see kỷ to it này, và đảm that bảo the rằng books các cuốn are sách sent sẽ forth được steadily chuyển tiếp nối upon their một cách mission đều đặn và until thực theo cái sứ mệnh they của are chúng, cho đến khi finally cuối cùng chúng được superseded thay thế bởi một next cái giáo lý mới century hơn và đầy đủ by hơn a newer ở and thế more kỷ tiếp adequate theo. teaching. The question I ask all of the esteemed participants in this wonderful Christ festival we Câu are hỏi mà now chúng all ta hỏi tất cả những experiencing người tham gia hội nghị is hôm nay là chúng ta will the đang conclave of the masters that will be meeting next year trải in nghiệm ngày cái chuyện 2025 mà năm going to tới be năm simply 2025 sẽ là cái their tái lập của Đức impartation Christ, of more technical information, which is và clearly chúng ta đã làm important những as cái a gì, foundational base, chúng ta but đã will khám it phá và be khai the thác tất cả những creative cái and gì, dynamic understanding and use of what dạy ra những has cái điều mới mẻ, nhiều already lĩnh vực lý been thuyết given in new về and minh triết creative ways?
How many participants here Có can bao nhiêu say người ở with đây đã sincerity có that they thể have fully nói với cái sự explored chân and thành là honed họ the đã khám phá depths và of khai what thác chiều sâu A.P. đầy đủ Blavatsky and về những D.K. gì have mà shared bà online Blavatsky và Đức DK đã chia sẻ, đã and phát thảo are now ready for a và bây whole new giờ đã phase sẵn of the sàng cho một cái giai Trans-Himalayan đoạn hoàn toàn Teachings. mới của cái What giáo constitutes lý new xuyên Ni Mã Lạp goodness? Sơn. More realms of intellectual theory and minutia, or a total immersion into the qualities of light and love Và and ở nhiều spiritual lĩnh vực trí will tuệ mới mẻ và that đắm all chìm trong những these phẩm chất của ánh theories sáng và tình fail. yêu của ý chí tâm, của ý chí tinh thần và tất cả những cái chân lý này đã che giấu. The AUM is the word of AUM unity. It is là the cái Christ in lời vinh us, the quang và hope là đấng for. Christ ở trong chúng The ta. word, when rightly apprehended, Và cái casts linh từ the khi được hiểu second đúng sẽ làm cho khía cạnh Christ thứ hai aspect hoặc of là cái divinity to shine khía cạnh thiêng liêng forth của đấng Christ được resplendently. tỏa sáng rực rỡ. It is the sound Và which đó brings chính là into âm thanh mà mang đến manifestation sự biểu the lộ của linh hồn nhập incarnated thế, soul, của chân the ngã ego, của đấng the Christ, Christ, and causes làm the cho cái radiant thể nguyên nhân ogives tỏa sáng to be rực rỡ seen và được on nhìn earth. thấy ở trên trái đất. Đây là câu trích ở trong cuốn Ánh sáng của linh hồn. Now, before sharing a short video, Và sau khi trước khi chia I sẻ just want to video point ngắn, out tôi chỉ that muốn most chỉ ra là hầu everyone hết here mọi người ở is đây familiar with this. đều quen thuộc với điều The này. A Chữ in the A image that you are trong cái hình looking ảnh mà at các bạn đang nhìn đây là is a symbol of the biểu monad. tượng của chân thần. The U to Và the U soul, là linh and hồn. at the bottom, the M Và as a cuối cùng, personality and E its three lower instruments. là The purpose and phàm nhân, plan of ba cái vận evolution cụ thấp của nó. is to merge Mục đích của tiến hóa là the để hợp nhất material tất cả via the những cái vật Christ chất onto men monadic levels. thông qua Đức So, Christ và rồi xuống cái we're going to be cấp imparting a lot of thể phồng information, and trần. it's not necessary really Như vậy to nó sẽ truyền tải rất understand nhiều the thông tin và nó details, không cần but thiết thực sự để more to hiểu về mặt chi respond tiết, nhưng mà intuitively có thể các bạn to có thể nhìn và the có thể phản ứng images một cách trực quan and với the hình ảnh animations. và các cái hành động. Wayne, you got to go back. Start the animation again. That's one click back. I see a field of blue. Có một cái trục trặc kỹ thuật mà các bạn chờ một chút ạ. Are you seeing an animation, Michael? Yes, it's going now. If one picture is worth a thousand words, Nếu một cái bức what tranh then có thể can we say bằng giá trị của hàng about ngàn lời nói animations? thì chúng ta cũng có thể nói như vậy với When the những fourth cái ray of harmony cảnh động comes như thế into này. fruition, Khi mà the cung thứ laws of fire tư will be đi vào gradually biển lộ permitted exoteric thì luật của publication. lửa sẽ được phép There xuất are hiện ngoại môn, 27 có occult 27 laws định luật huyền bí which are only revealed after thì có thể được tiết lộ initiation at sau this stage khi of lần điểm evolution. đạo ở giai đoạn tiến In hóa them này, are summed và up trong the đó basic được laws of tóm tắt color các quy and luật cơ bản music của màu and sắc rhythm. và âm nhạc và nhịp When điệu. music Khi mà âm nhạc produces tạo ra warmth, sự ấm more áp stimulation, hoặc là and cái sự when kích thích, pictures, và khi hình for ảnh instance, ví dụ như glow là phát or sáng reveal hoặc the tiết lộ subjective
cái sự chủ quan bên trong của mục tiêu, thì cái cung bướm của cái hài hòa này sẽ trở thành hiện thực ở cõi trần. Đây là cái gì mà Michael Robin, thầy Michael Robin ăn chỉ ra rằng cung bốn đã đi vào biểu lộ từ năm 1925 và sẽ đạt đến đỉnh cao của nó và tiềm năng của nó, ít nhất là trong cái chu kỳ này, trong năm 2025. Và tôi nhận ra rằng có rất nhiều cung bốn đang tham gia trong hội nghị này. Không chỉ vì có nhiều biểu tượng mạnh mẽ và màu sắc, nhiều bảng biểu được chia sẻ, mà có rất nhiều cái năng lượng của trái tim của nhóm, không chỉ đơn thuần là cá nhân mà ở trên cõi trần, mà còn ở trên cõi thực giác. Nó là một cái nền tảng cho chúng ta đưa lên cái bàn đạp cao hơn, lên cõi tinh thần và cõi trực giác. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một chút liên quan đến tinh, nhưng mà với một chút khác biệt. Chân sư DK nói rằng bốn cái chòm sao gần gũi nhất liên quan đến nên có mối quan hệ đặc biệt với tính nhị nguyên mà con người có mối quan tâm tiến hóa nhất định. Những điều này được biểu hiện một cách độc đáo cho nhân loại thông qua Bạch Dương Song Tử, Tiểu Nữ Bọ Cạp, và biểu đồ dưới đây là mô tả bản chất của mối quan hệ đó. Là một điều rất là, cái bảng rất là quan trọng, bởi vì khi bạn đọc ở dưới cùng ấy, nó nói rằng khi mà hình dung các sơ đồ này, biểu tượng nên được nhìn thấy trong một cái cuộc cách mạng nhanh chóng. Lưu ý rằng nó nằm trong cấu hình của một ngôi sao năm cánh, với một trong những điểm phần phụ của cái hình tam giác nó đang chỉ xuống. Đó là một cái việc đơn giản hóa để có thể quá đơn giản hóa để có thể suy nghĩ rằng mỗi ngôi sao năm cánh chỉ xuống là một phần của một cái hắc đạo. Hệ thống phân cấp sử dụng ngôi sao để thánh đoàn sử dụng ngôi sao để gọi lên và để chỉ lên và chỉ xuống. Và đây các bạn có thấy rằng cái sự năng động ở đây và những gì chúng ta sẽ làm, và chúng ta sẽ tiếp theo là cái hình ảnh được làm bởi tạo ra bởi James, và anh ấy đã gửi cho tôi cái hình ảnh này và tôi đã thay đổi nó một chút. Nhưng về cơ bản đây là những gì mà anh ấy đã gửi cho tôi, và nó cũng là một cái ngôi sao năm cánh giống như bạn đã thấy ở slide trước. Thì là chúng tôi đã đưa nó vào các chòm sao cũng như là tên của chúng và ảnh hưởng của các cái cung thông qua các chòm sao đấy. Và hãy nhớ rằng những chòm sao này đã biểu lộ rất là nhiều cung, nhiều mãnh lực cung ở trong những hoàn cảnh bối cảnh khác nhau. Và chúng ta hãy xem cái đoạn clip sau đây và hy vọng rằng chúng ta sẽ thể hiện được cái điều gì đó. Bây giờ,
Các bạn thân mến, tôi hy vọng rằng các bạn đã xem được những cái hình ảnh này bởi vì tôi không nhìn thấy được chúng. Và cũng các bạn đã thấy chúng phải không, Michael? Yes, we've seen them. Vâng, chúng tôi đã nhìn thấy. Cảm ơn ạ. The main idea here Ý tưởng is to chính ở đây là create mang lại a nhiều hơn vibrant cái sự sống sống động some of these đối với principles một and laws số cái we nguyên now tắc và quy study, luật mà chúng which ta you đang can't nghiên cứu, become có thể đã without trở careful thành consideration, mà không cần xem xét một cách only cẩn thận, focused một cách on the tập trung lower quá sleep mức planes vào of the các cõi mind, phụ thấp hơn của cõi thereby trí, do đó blocking ngăn out chặn trực the giác hoặc là intuition nhận thức tinh or thần higher psychic cao hơn. perceptions. Now, this is sort of a Và bây giờ là một cái general review đánh giá of chung, the rays review lại chung and their về cung relationship to và mối color. quan hệ của chúng đối với màu sắc, It's way beyond the capacity of vượt this quá short khả năng presentation to go của cái into bài this thuyết in trình any ngắn great này, vượt detail, có giới hạn của bài thuyết trình này other để than đi point sâu. out that we have these Nhưng seven mà chúng ta rays có thể there chỉ ra identified chúng with ta certain có colors, bảy cung, exoteric, esoteric, hierarchical. There's colors from previous được xác solar định với một số màu sắc systems. lý truyền There's colors that when they impact the ngoại outer mục, plane, they flip and mà they từ các produce hệ the mặt trời trước opposite, đó, và like có những màu sắc mà chúng red ta tác động becomes vào cái green, cõi white vào cái becomes thiên văn red. thì Then chúng there's mutated trở colors, thành as màu we're going đỏ to hoặc màu xanh demonstrate, lá cây. Màu xanh when lá cây trở thành màu đỏ colors và sau đó có màu move sắc đột into the biến, như chúng ta periphery sẽ chứng or minh the rings khi màu pass sắc on di of chuyển vào other ngoại colors, vi other lives, và đi they qua cái vòng mutate. giới hạn. And keep in mind that every ray Và hãy nhớ rằng has mọi seven cung subarrays. đều có bảy cung phụ. So, Vì if thế, we're talking about the nếu chúng ta first đang nói ray về and cái cung đầu somebody tiên says, và mọi ai "Oh, nói rằng, ồ, I don't tôi không get hiểu màu đỏ the red trên on the cung 1, first ray, I get blue. tôi Or thì the thấy third màu ray, I xanh get green. dương, hoặc Fourth là yellow, cung 3 fifth tôi không thấy màu orange. xanh như lá cây, Sixth rose hay là slash blue cung or 4 seventh màu vàng, violet hay là slash cung 5, white. cung 6 màu hồng, Are they hay là tuning cung into màu that tím. first ray in its highest aspect, in its purest form? Họ More than có likely trình hợp not. lại với cung 1 So ở you một can khía cạnh cao nhất trong move cái into tinh khiết the nhất của periphery nó, of the first ray và through its second nhiều subplane, khả which is năng called không để wisdom. bạn có thể And di this chuyển is vào cái true ngoại vi của cung through 1 all of those thông seven qua cái rays. cõi phụ thứ hai của nó, đó So là tình yêu, trí lý và minh as triết, we more or tình thương và minh less triết. Điều came này to the conclusion in that mà chúng ta có wonderful thể đến cái kết luận rằng dialogue we had on trong cái color, and everybody cuộc was đối thoại tuyệt searching vời của chúng for ta về màu sắc mà mọi người đang tìm kiếm, supportive information. và để Don't be có rigid. Don't be dogmatic. thông And tin hỗ these trợ thì đừng có colors cứng nhắc, are đừng có giáo in điều, a state và of những màu sắc này nó đang ở trạng fluctuation thái and lưu thông liên motion. tục. Vì vậy mà nghiên cứu của chân sư So DK nói rằng DJ's study says here đây the là tiềm potencies năng become mạnh mẽ, powers. trở thành sức mạnh. This is a third type of work and Đây is là một based loại công on việc thứ ba, và nó dựa preceding trên curriculum and deals directly with chương individual trình giảng dạy development, and và it covers these liên quan next trực tiếp đến sự phát triển cá matters. nhân, và The nó liên quan aligning đến of những the vấn đề tiếp theo bodies with view to và sự equal liên kết của các contact, cơ quan the của các building thể of the với các anticorana, quan điểm cá the nhân, development of the higher mind, the development of the intuition, liên hệ với and cầu the different Antagrana, phát triển spiritual cái awakening thượng of the trí, sự pupil, phát triển của trực the giác, study of sự the thức tỉnh tâm linh pupil's nhất định, vibration, nghiên cứu của Môn Sinh, ray, color, and tone. sự rung động của màu This is sắc a của tông. very, very important aspect of understanding your Đây là một điều rất rays, quan trọng với khía whether cạnh they're hiểu các cung astrological, của bạn, và cho dù they're in chúng your là liên quan sixfold đến chiêm ray tinh, cho chart. dù chúng đang ở trong Because cái these are the lục energies phân, and forces that vừa là cung lục phân của you bạn, would be using during the và six bạn có thể days of sử dụng building the Antahkarana when you get to the third stage, which is trong cái việc xây dựng cầu images, Antakarana, visualization, trong cái second việc stage, then hình projection. dung. You drive the dual rays with their unique colors up onto triadic levels. That would require another Bạn presentation sẽ on đưa its cái own. màu sắc đấy If lên I lên cái live cấp long độ enough, của cái trực giác, God và nó help yêu cầu me, một cái we cần một will cái get bài into trình bày that. khác để có thể Okay. nói kỹ hơn về cái điều này. DK gave us a scale of seven notes Và and their DK đã cho chúng relationship to ta the một cái seven thang rays, gồm bảy but bảy cái not nốt in nhạc what liên key, quan đến bảy cung, nhưng which I can không phải generically là say cái must be chìa khóa nào mà tôi self-ascertained, có thể nói chung chung but được. HPB, Không phải with là tôi her tự xác định, nhưng mà bà esoteric teachings and Blavatsky, private students, với got những into that, cái bài and giảng we bí truyền will của share a bà little of that later với in the các môn sinh presentation. đã tham gia vào điều đó, để I chúng tôi remember, chia sẻ. dear
Tôi nhớ rằng Michael Robbins yêu quý của chúng ta đã sử dụng để thiết lập các bài phát bài bài trình bày trước các cuộc họp nhóm. Okay, this is generically how đây là cái AAB via the Tibetans impression. Đây là những gì PK đã đưa ra cái bảng bảng biểu này của cái biểu đồ cung lục phân. Đây là một cái bảng. When we go to the next slide, you're actually tiếp theo seeing chúng ta sẽ thấy được cũng như là cũng một cái bảng tương tự như bảng trước. Đây là biểu đồ cung. Đây là biểu đồ cung của bà Dana, một cái nhà bí truyền, một cái nhạc người nhạc sĩ. It's opposite Taurus at the top in her rising sign. Mặt trời của cô ấy là đối diện với Kim Ngưu trời trên cùng, và cô ấy có cung mộc. Chúng tôi có thể thấy là cung chân thần của cô is, this is a slight glitch on my part. Her monadic ray is second. Chân thần của cô là cung 2, linh hồn cung 1, phàm ngã cung 4, thể trí cung 4, cảm dục cung 2 và thể xác cung 7. Và DK đã khẳng định rằng chúng ta cần phải nhìn thấy những cái cung này như một cái vòng tuần hoàn. Và điều này, đó là một cái bước tiến lên phía trước trong cái sự phát triển, trong sự tiến triển. Khi các trung tâm lực đang phát xạ, chúng xoay vào các quỹ đạo của nhau để người điểm tạo đồ trở thành một trung tâm của ánh sáng sống động và không phải là tổng hợp của bảy trung tâm lực phát xạ. Hãy suy ngẫm về điều này. Vậy chúng ta nói đến cái biểu đồ cung của Dana House, thì chúng ta cố gắng tạo ra nhiều hơn cái ánh sáng sống động. Đó không chỉ là một cái hỗn hợp của bảy trung tâm sống động, mà chúng ta có thể tiến tới cái bức ảnh này. Bức ảnh mà chúng ta mô tả cái biểu đồ cung của Dana House. Đây là một cái hình ảnh, cũng là một hình ảnh tương tự như bạn vừa nhìn lại. Chỉ là ở đây thì nó được dùng Adobe Photoshop để sử dụng, và thông qua cái việc hòa phối các màu thì nó đã chỉ ra được các cung không thực sự độc lập chúng ta thường tưởng tượng. Và đó là lý do tại sao nó không hoàn toàn đứng độc lập, bởi vì nó luôn ở trong cái vùng lân cận, giống như cái trường, các cái trường của bạn, như là trường dĩ thái hay là cảm dục hay là trường trí tuệ, thì chúng chồng lên nhau, chúng xâm nhập vào nhau và tạo ra cái màu sắc rất là đột biến và cũng rất là tinh tế, những cái biến thể này. Không phải là ý của tôi. Đây là Photoshop. Đã sử dụng khoa học của Photoshop để làm. Vì những gì chúng tôi có tiếp theo, và chúng ta sẽ chụp hình ảnh này bạn đang xem, và chúng ta sẽ làm cho nó chuyển động. Bởi vì ngoài những gì mà tôi vừa chia sẻ, chân sư Tây Tạng cũng nói rằng những này là những cái vòng và lưu thông đã chuyển động bên trong và sau đó bên trong và bên ngoài, và nó ở cái trạng thái chuyển động liên tục. Vì vậy hãy sử dụng cái hình ảnh tiếp theo này như một cái bài thăng thiền sâu sắc. Hãy hít một hơi thở thật sâu.
spiel and just go Hãy bỏ qua tất cả những cái mặt kỹ thuật mà tôi vừa nói và hãy hòa mình vào chuyển động và âm thanh. What you're looking at Những gì mà bạn đang nhìn thấy là bảy cung hợp nhất, hòa trộn vào nhau và nó giúp nó bối cho chúng ta để nhìn những hình ảnh như thế này để có thể giải phóng chúng ta khỏi những cái sự kìm kẹp kinh khủng mà hạ trí có thể có được khi mà học nhiều về nội môn như bạn thỉnh thoảng vẫn sẽ cảm thấy. Và tôi rất là phấn khởi để thấy rằng, như là tôi đã nói trước đây, rất là nhiều qua thông qua nhiều công việc thông qua các biểu tượng, đó là cung 4 và cung 7 khi mà nhập thể cùng nhau hoặc được sử dụng cùng nhau. Đó là một cái cơ hội tuyệt vời cho ánh sáng mà theo như Đức DK đã nói, và cá nhân tôi cũng vậy, và ở cấp độ vũ trụ. Và đừng lo lắng nếu bạn không thể nắm bắt được tất cả những cái điều này.
Khi tất cả chúng ta đều nhìn thấy những cái hình ảnh đẹp này, Francis Donald, một ai đó đã sử dụng cái hình ảnh của Francis Donald, những hình ảnh xinh đẹp này cũng giống như một con chim bồ câu đang bay. Và đó là lý do tại sao đôi cánh có tính kích thích như vậy, là bởi vì những cái cung ấy cũng có thể được nhìn thấy giống như những gì bạn đang nhìn thấy ở đây. Và chúng ta sẽ có ba cái cung ở trên, biểu tượng bằng màu đỏ, xanh và màu xanh lục và xanh lá cây. Sau đó là bốn cung phụ ở dưới như là một cái chén thánh, và khi chúng chồng lên nhau, nó thực sự tạo ra một cái ngôi sao sáu cánh mà trước đây chúng ta đã thấy với cái từ AUM. Và những người điểm nào độ thường tuyên quán đồng nhất với các màu sắc ở trên thể cảm dục và biểu lộ tất cả các cấp độ. Nhưng theo DK thì bạn sẽ không thể hiểu được đầy đủ được cái sự hùng vĩ và cái tiềm năng của màu sắc và của âm thanh về mặt bí truyền. Cho đến khi điểm cuộc điểm đạo thứ tư, vậy mà tôi biết là cái sự hòa hợp thông qua xung đột có rất nhiều sự lựa chọn. Và những gì tôi đưa ra ở đây là những gì mà chúng có thể ám chỉ. Và bây giờ là một cái hình ảnh khác. Cung bảy đang được biểu lộ trong khóa A. Và đây là từ bà Blavatsky giảng cho một số, dạy riêng cho một số học viên. Tôi không tuyên bố về độ chính xác của nó, nhưng mà nó cũng ở một cái mức độ nào đó chúng ta có thể khám phá. Và một lần nữa, các bạn có thể tham khảo một số cái hình ảnh này trình bày một cách riêng tư, trở lại với trường Moria và đào sâu vào cái bài học kỹ hơn về cái bài thuyết trình này. Đây là Hoa Sen Chân Ngã. Và bài thuyết trình này hôm nay đã dành rất nhiều thời gian cho cái Hoa Sen Chân Ngã, và tôi thật sự rất là vinh dự. Michael và các học viên cũng như là các giảng viên đã dành rất nhiều năm để có thể thử nghiệm với chương trình PIP và Tara để tạo ra cái nền tảng này. Đó là tạo ra cái bàn đạp và chỉ ra những cái phẩm chất phải có để phát triển, hay là những cái gì phải được thanh lọc. Những gì chúng ta làm bây giờ là chúng ta sẽ sử dụng cái hoa sen chân ngã, và chúng ta sẽ cố gắng đặt nó. Tôi phải dùng từ ngữ rất là chính xác và khôn ngoan ở đây, cố gắng đặt nó trong một môi trường tự nhiên hơn. Hoa sen chân ngã là một cái vòng xoáy nước, và theo DK là bị chậm lại xuống khi nó đi xuống các cái cõi thấp hơn và trở thành một cái thực thể sống động với những cái bông cánh hoa rất là tuyệt đẹp này. Nhưng những cánh hoa này có thể không tồn tại chính xác như vì chúng ta nhìn thấy tại đây. Nó vẫn tồn tại, nhưng mà cái hình ảnh chính xác của nó có thể hơi khác một chút. Chúng ta sẽ chuyển sang cái hình ảnh tiếp theo của hoa sen chân ngã. Hoa sen chân ngã không chỉ là một vòng xoáy của cái nhiều cái mãnh lực năng lượng,
nhưng nó được đến nhịp nhịp tim tuyệt vời, nhịp tim tuyệt vời của cái nhóm linh hồn của bạn, cuộc sống của hành tinh và của đấng hành tinh thượng đế. Nếu bạn có thể kết nối được với nhóm, hít thở và đồng bộ hơi thở nhóm, thì bạn có thể đến được điều đó. Which whirling forms the petals of the lotus, and this is an interesting và cái vòng xoáy này, vòng xoáy nội lực này, nó tạo nên những cái cánh của bông hoa sen, và nó rất là thú vị, và nó thể hiện rằng trong đó when you're meditating and khi bạn thiền, you don't see the egoic lotus as it's presented in the textbooks. Bạn không thấy hoa sen giống như mà mình đọc ở trong sách ấy, thì cũng đừng có hoảng hốt, bởi vì năng lượng đang di chuyển, những gì mà bạn đang tiếp xúc, năng lượng mà bạn đang tiếp xúc đấy có thể đại diện nhiều hơn cái hình ảnh chân thực của hoa sen trên ngã. Và bạn nhận sự tương tác của các cung và của các cõi. Các cung và các cõi là những cái cực đối lập, và chúng ta phải được tổng hợp cùng nhau, thì giống như là những 12 cung hoàng đạo mà chúng ta đã thảo luận, và hòa nhập cùng nhau và trở thành 6. 12 cung hoàng đạo trở thành 6. Và khi bạn nghiên cứu về điện, bạn sẽ thấy các cái mặt đối lập cực của nó khác nhau, các cái giữ cuộc sống cùng nhau vì mục đích tiến hóa. Đó là cái sự sáng tạo, đó là cái sự tiến hóa. Và bây giờ chân sư DK nói rằng các cung đi qua thông qua các cõi, và khi họ chúng làm như vậy thì nó là cái sự cấu trúc trong tự nhiên, bởi vì các cung là cái khía cạnh thứ ba thiêng liêng, và chúng rất là cái cõi rất là vật chất, và các cõi và cung thứ ba là thiêng liêng. Và khi bạn nhìn sang bên phải, cái hình ảnh tiếp theo đó là những gì nó trông giống như là rapid revolution, là cái sự tiến hóa nhanh chóng. Và một lần nữa, điều này bây giờ được quay ở trong Photoshop. Nếu mà bạn nhìn thấy ở trên website thì bạn sẽ nhìn thấy được những gì và cái hình ảnh bên phải. Hãy nhớ rằng đây là một trong những khía cạnh không được công nhận nhất của linh chết ngàn đời. Theo quan điểm của tôi đã làm điều này trong vòng 50 năm, và đó là những gì được tiết lộ trong cái lửa vũ trụ xung quanh ý tưởng về cái chuyển động của các cung, các cái chuyển động xoắn ốc của các cung, cung 2 và cung